Ngón tay chỉ trăng thơ, tập 4, trực chỉ đề cương, Như Huyễn Thiền Sư, nhà xuất bản Phương Đông. Tựa: ngón tay chỉ trăng 4 vẫn là ngón tay chỉ trăng, không bao giờ ngón tay là trăng được. Thơ và nội dung các bài thơ là đề mục đối tượng thiền nhằm hướng dẫn tu học về thiền. Nhưng thiền là con người, trong thơ không có thiền. Dầu ai đó có cảm tình, có khen tặng với mỹ hiệu thiền thơ. Thiền sư, thiền giả, thiền viện chỉ là danh văn cú. Người thiện hữu tri thức, biết đúng, thiền đúng, hướng dẫn đúng chánh pháp, kết quả an lạc, niết bàn, tự mình cảm nhận mà không cần tư vấn với ai khác. Hướng dẫn sai, không biết đối tượng thiền, tập ngồi, dại ngồi, ngồi dai, ngồi dài, ngồi dại dột, thì thiền viện, tu viện hóa ra thành một xí nghiệp dại ngồi. Thế cho nên trong các kinh có lúc Phật phải nói: các ông là những người đáng thương xót. Viết tại Điểu Liễu Đường, ngày 9 tháng 4 2010, 25 tháng 2 năm Canh Dần, Hòa Thượng Thích Từ Thông, Như Huyễn Thiền Sư. Đối tượng tham thiền 1: lộng lẫy, hoành tráng, choáng ngợp. Sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi, trời ơi sự nghiệp hết hồn tôi. Cơ đồ trăm tỷ, trăm trăm tỷ, pháp lữ sao huynh giỏi quá trời. Pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh thiết đại gia nghe. Vạn dân bạc hiến trăm trăm tỷ, đạo đức huynh cao vượt Thích Ca. Đạo đức huynh cao vượt Thích Ca, diệu thay ngạn ngữ con hơn cha. Gia đình có phước à xa vậy, Phật tổ suy ra chẳng khác ai. Tà dương gẫm lại cuộc đời tôi, sự nghiệp công danh chẳng có gì. Người bảo thật thà vô phước đức, chắp tay cười thốt cảm ơn trời. Trực chỉ đề cương: tiếng trời ơi ở đây đóng vai trò ta thán từ, biểu lộ tâm trạng ngạc nhiên, kỳ lạ, không thể ngờ. Nếu khen ngợi nghiêm túc, thiền sư không dùng ngôn từ trời ơi, bởi khất sĩ, thiền sư, đại lão hòa thượng có một sự nghiệp lộng lẫy, hoành tráng, chớp ngợp, quả là một sự kiện phải kêu trời, vì lạ quá, giỏi quá trời. Kinh sách Phật có ghi, ngày xưa Phật tại thế, vua, quan, trưởng giả, cư sĩ có kiến tạo tịnh xá dâng hiến cho tăng đoàn để tạm trú, học, tu vào những mùa hạ mưa dầm. Tăng sĩ đi khất thực không tiện, những ngày tháng không có mưa dầm, không phải tháng mùa hạ, Phật cũng như tất cả các thầy khất sĩ đi khất thực và trở về sừng thọ thực dưới bóng cây. Tuyệt trần vô đói, khoáng hậu vô tiền, tất cả khất sĩ đệ tử của Như Lai không được chiếm ngụ một bóng cây, một chỗ ở quá 3 ngày, bởi vì bản ngã, chấp ngã là nguyên nhân trực tiếp khởi nghiệp vô minh. Ngã sở hữu là đối tượng chấp, năng kiến tướng là cảnh giới tướng. Phật và những thánh chúng có bồ đề niết bàn, có cực lạc tịnh độ là do buông bỏ hết sự nghiệp. Con hơn cha nhà có phúc, ngạn ngữ đó không phải là chân lý. Đối tượng tham thiền 2 là: tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, quá thích đam mê tượng tháp chùa. Cực lực tợi duyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lạ chi mô. 15 tháng 3 2010, trực chỉ đề cương. Theo Phật xuất gia, tu hành cần lập chí, phải thoát bồ đề tâm, hướng đến mục đích giải thoát giác ngộ. Trên lộ trình hành đạo tu tập, phải thường tự cảnh tỉnh mình, viễn ly ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, phải thấy biết rõ cái họa ngục tù tam giới, thế gian vô thường, quốc lộ nguy thúy,
tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nếu đừng biện hộ để che đậy việc làm phi chánh pháp sai trái của mình, ai cũng biết Phật không cần chùa to để ở, Phật không cần tạo tượng lớn để thờ, Phật không xây tháp để tôn trí răng xương. Bởi lẽ Phật dạy hữu vi pháp đều không thật. Thân Phật là pháp thân, khắp cùng trong xâm la vạn tượng, vũ trụ vô cực vô cùng. Mượn nợ cất chùa, xây tháp, tạc tượng, có người chết để nợ cho đàn hậu sanh gánh chịu. Rõ là lạ kỳ. Xuất gia mong ra khỏi nhà dục vọng, tức dục giới, ra khỏi nhà vật chất, tức sắc giới, ra khỏi nhà tưởng tượng hoang đường, tức vô sắc giới. Một khất sĩ liều thân vay mượn nợ, rõ là một điều lạ. Hoàng tử Tất Đạt Đa xưa kia không can đảm, không dám làm Phật sự như đệ tử Phật đời nay. Đối tượng tham thiền 3, xá lợi. Xá lợi là chi, có hiệu chăng? Hán văn linh cốt mớ tro tàn, rình rang đón rước vô hay hữu, trí trá đời chi hỡi các huynh. 18 tháng 3 2010, trực chỉ đề cương. Y cứ giáo nghĩa, lập trường tôn chỉ của đạo Phật, sự lại lục, cúng bái, thờ phụng, khấn khứa, cầu xin, nói chung tất cả những hình thức có tính cách lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo đều không cần có và không có trong đạo Phật. Cái cần có lập trường tôn chỉ của đạo Phật là tu và hành, cái nguyên nhân tự giác giác tha để thành tựu cái quả tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Xá lợi là linh cốt, chỉ là ngôn từ tỏ vẻ cung kính vậy thôi. Nói nôm na chỉ là một tí xương tàn. Nếu thật xương tàn mà đã thấy mấy ngàn năm thì lấy gì bảo đảm đó là xương tàn của Phật? Dẫu xương tàn của Phật, thử hỏi lễ bái cầu khẩn để được gì? Cả đời Phật không làm được cái việc phù hộ nâng đỡ cá nhân nào. Học Phật phải tin lời Phật, làm theo tín ngưỡng của đạo khác, tội nghiệp cho Phật tử lắm. Tiền mất, tật bệnh chẳng thuyên giảm chút nào. Đối tượng tham thiền 4, Mục Kiền Liên nhớ mẹ. Thiết lễ Vu Lan cứu mẹ. Ngũ uẩn duyên sanh tánh từ không, mẹ ơi thân mẹ uẩn nào sanh, chiếc thân ngạ quỷ duyên gì hợp, thân kiến tà biên con chữa quên. Đồi Tà Dương, 16 tháng 10 2009, ngày 28 tháng 8 năm Kỷ Sửu. Trực chỉ đề cương. Thân nhìn bằng tuệ nhãn đạo Phật nói chẳng có gì đáng gọi là thân, mà có thể tạm gọi sát thủ thú. Tứ đại thân, ngũ uẩn thân hay thất đại thân cũng chỉ là ngôn từ tạm dụng, chỉ cái thân duyên sanh giả hợp. Khi sát thủ thú rã tan, ngũ uẩn ly tán, thất đại trả về nguyên xứ, thì vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, cụ thể được chứng minh. Mẹ Mục Kiền Liên thành bà ngạ quỷ, đói khổ thê lương, với một tấm thân vỏ vàng. Đó là một thứ tưởng tượng của số người giàu hoang tưởng, tâm hồn trụy lạc, gửi gắm cõi siêu hình vô sắc giới. Thử hỏi, khi Mục Liên chưa đắc lục thông, chưa đi tìm mẹ, thì linh hồn mẹ Mục Liên ở xứ nào? Ở địa ngục trong lòng đất ư? Kinh Phật không chấp nhận lý thuyết có một linh hồn tồn tại đi thọ vui hay chịu khổ như mẹ Mục Kiền Liên. Giáo lý thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến chưa học thuộc mà giảng kinh Phật, viết sách Phật, sai trật lất hết 97%. Văn nhi tư, tư nhi tu,
bởi vì dù gọi là kinh nhưng người ta ngụy tạo thì cũng khó mà biết. Đối tượng tham thiền năm, vô sắc giới. Kính thưa Thầy, vô sắc giới là chi? Hãy nghe kỹ lời Như Lai chỉ rõ. Chữ vô sắc tự có nghĩa không gì rỗng suốt, cõi hư vô, không ông, không mụ, cũng không thần, không vật chất, không xâm la vạn tượng. Vô sắc giới chỉ có với thành phần mê tín, cõi do nghe mà chẳng thấy biết bao giờ, cõi của người nhẹ dạ kẻ tin. Họ tưởng tượng đấng siêu nhân, đa thần, đa quái. Đạo Phật dạy chớ nên tin huyễn hoặc, tối linh ư vạn vật bởi con người. Tâm con người chủ đạo, củ giới đến cả Như Lai. Tránh hoang tưởng, quỷ lị với những thứ không bao giờ thấy biết. Trực chỉ đề cương. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là ba cảnh giới, ba cõi, mà bất cứ loài sanh nào ở trong ba cảnh đó đều không có phút giây an ổn. Tam giới vô an, do như hỏa trạch, đó là lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Thế cho nên tam giới cũng còn gọi là ta bà thế giới, một thế giới luôn luôn phải chịu đựng. Vô sắc giới là một cảnh giới trong tam giới, như là cảnh giới không có gì. Vô sắc có nghĩa là không có vật chất, không có vật chất đồng nghĩa trống trơn. Do vậy, vô sắc giới chỉ có với người dồi dào tưởng tượng, với người thích mơ tưởng siêu hình, với người thích gửi gắm tâm hồn vào ảo mộng xa xôi. Phật tử tại gia, kể cả xuất gia, không thiền định sâu sắc, không nhận rõ lời Phật ý kinh, tuyệt đại đa số mệnh danh là Phật tử, tự nhận và tưởng rằng mình là đệ tử Phật, nhưng đã lạc vào tà kiến, đọa rớt trong vô sắc giới sai lầm, thì uổng một kiếp gọi là tu, phí sức một đời vái van cầu khấn, mong đợi trông chờ, rốt cuộc tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Văn nhi tư, tư nhi tu, lời chí tình Phật dạy, Phật tử có trí tuệ và chân chính, hãy phát huy. Đối tượng tham thiền sáu, thanh minh. Lời của một đại sư: tôi cất chùa cho Phật ở thôi, miệng đời dị nghị trách chê tôi, chùa to Phật lớn buông thần thánh, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Sự thật mười mươi chỗ cúng thờ, tượng trời, tượng Phật, tượng Diêm La, xương tàn ảnh chết thờ la liệt. Sự thật mười mươi há của tôi, sự thật mười mươi há của tôi, thầy trò tôi ở hậu liêu thôi, vì người, vì Phật, vì trăm họ, trọn kiếp hy sinh trách nổi chi. Trọn kiếp hy sinh trách nổi chi, trống chiều chuông sớm đúng như nghi, ê a tụng tán ngày ba cử, há chẳng tu hành gọi cái chi. Trực chỉ đề cương. Thanh minh ở đây có nghĩa lời biện bạch. Biện bạch bảo lưu việc làm ý tưởng của ai đó tự nói ra. Như Huyễn Thiền Sư phát minh ra ba công thức dựa trên ba nghiệp thân khẩu ý như sau: viết gì cũng không trúng là trúng thân, nói gì cũng không trúng là trúng khẩu, nghĩ gì cũng không trúng là trúng ý. Thế cho nên vấn đề đúng sai cần phải căn cứ vào vai trò, vị trí, hoàn cảnh, môi trường, chủ thể, khách thể, lập trường, tôn chỉ, đối tượng, mục đích. Nếu thả nổi buông lơi những dự kiện kể trên thì sự dị nghị trách chê của miệng đời kém đi phần hiệu quả mà mình muốn xây dựng. Ngược lại, lời thanh minh của đại sư nghe ra vẫn có lý, dù cái lý của kẻ bảo lưu do thất học về Phật Pháp, ngụy biện để binh vực cho các hành động gọi là Phật sự
Hạ Đẳng trên bước đường tu và phục hưng chánh pháp cho tổ ấn trùng vinh. Đồi Tà Dương, 15 tháng 10 2003. Đối tượng tham thiền 7, tứ tất đàn, 4 cách ứng dụng khi thuyết giáo. Chuyện vũ trụ thấy sao nói vậy, ấy gọi là thế giới tất đàn. Nói vì ai, nói để dạy chi? Cách nói ấy, vị nhân Phật thuyết. Hàng ngoại đạo mỗi người mỗi ý, thuyết khác nhau đã phá theo thời. Lời Phật thuyết tùy duyên giáo hóa, liễu nghĩa kinh, bất liễu nghĩa kinh. Học Như Lai học liễu nghĩa kinh, bất liễu nghĩa chỉ là kiến cơ nhi tác. Đồi Tà Dương, ngày 13 tháng 2 2010, trực chỉ Đề Cương. Một đời giáo hóa độ sanh, Đức Phật phổ biến pháp âm, pháp thoại qua 4 cách nhằm đáp ứng căn cơ, trình độ, chủng tánh của mọi người, gọi là tứ tất đàn. Do vận dụng phương tiện uyển chuyển, cho nên với căn tánh phàm phu, Phật thuyết về pháp nhân thừa, dạy cho họ bước đầu tam quy y, ngũ giới pháp, mọi người ai cũng nghe và hiểu tu được, gọi thế giới tất đàn. Tùy hạnh nghiệp cá nhân, Phật có thể dạy hoặc sổ tức quán, vô thường quán, bất tịnh quán. Với căn cơ tối thượng, Phật dạy tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Đấy gọi vị nhân tất đàn. Với hàng ngoại đạo tà kiến, Phật chỉ chỗ sai lầm, hướng dẫn đi vào đường chánh kiến. Hiển chánh phá tà, đây gọi là đối trị tất đàn. Nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, sắc là không, không là sắc. Ai nhảy qua ngang được thì đến bến bờ bên kia, ai không nhảy được thì đành ở lại bờ này. Đừng cầu nguyện van xin, Phật không để thể để cảm tình, dùng bùa phép hay thần thông tiếp cứu. Đây gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đối tượng tham thiền 8, chơi. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi đọc có chơi. Chơi sao chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rộng lặng cho hòa thái hư. Chơi như thở bé năm nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Chơi chờ Di Lạc hạ sanh, ô kìa Di Lạc giáng sanh đã nhiều. 7 giờ ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tý, trực chỉ Đề Cương. Đỉnh cao tột của đường tu, Phật dạy, người tu không thấy mình tu, hành không thấy mình hành, nói pháp không thấy có nói, chứng đạo không thấy có chứng, đắc quả không thấy có đắc. Do đó, tất cả những ý tứ ấy đều không được xem là quan trọng, mà chỉ xem như chơi. Chơi sao cho thân khang kiện, chơi cho quốc thái dân an, chơi sao cho nhà nhà hạnh phúc, chốn chốn nở hoa. Chơi để đi di dưỡng tâm hồn trong những ngày tháng thanh tịnh tợ thái hư. Chơi với một tâm hồn trong sáng như anh Di Hạnh, nhìn trời, trăng, mây, nước, trước mắt anh Di Hạnh, không một mảy may thêm bớt. Chơi để chờ Di Lạc hạ sanh, như tất cả mọi người đang trông chờ, mong đợi. Với tri thức Phật học của Như Huyện Thiền Sư, thì Di Lạc Phật đã hạ sanh rồi. Bởi vì, theo lời Phật Thích Ca Thọ Ký, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Do vậy, hơn 8 tỷ nhân loại đều là Phật đương lai hạ sanh, tất cả đều là Di Lạc, đều có một học từ. Đối tượng tham thiền 9, 8 chữ chi. Chưa nói chi chi đã hiểu rồi, đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Nói chi không trúng mần chi đáp, vạn pháp không chi phải hỏi chi. Đồi Tà Dương, 27 tháng 8 2009.
trực chỉ đề cương. Chi hay gì cùng một nghĩa y nhau, nhưng tiếng người Nam Bộ thường phát ngôn ra gì để tỏ lòng tôn kính bề trên thì dùng tiếng chi. Người Trung Bộ, chi là ngôn từ thông dụng. Do vậy, ta có thể đổi từ chi ra chữ gì, ý nghĩa vẫn không thay đổi. Ví dụ, không nói gì gì đã hiểu rồi, đừng ai gạn tớ hiểu gì gì, nói gì không trúng mần gì đáp, vạn pháp không gì phải hỏi gì. Các Phật tử cư sĩ tại gia cũng như tăng ni trẻ gắn học Phật, gắn tu tập thiền định, các vị sẽ thấy lời lẽ ý tứ bài thơ ấy nói lên một sự thật nhiệm màu, không cường điệu, không ngoa ngữ. Nhưng học đúng thầy, thiền đúng cách, phải biết mục đích thiền và đối tượng thiền. Kinh điển ghi, Phật xưa có tha tâm thông, các thánh chúng cũng có tha tâm thông, cho nên vừa nghe đối tượng nói, vừa thấy hạnh nghiệp của đối tượng là đã biết. Với người này, ta sẽ nói cho họ giáo lý ở căn cơ nào, và tâm ý người này có độ được hay vô phương cứu. Đối tượng tham thiền 10. Tự nhủ: dẫu ai thương ghét mặt người ta, đừng giận không buồn tự lánh ra. Phải quấy hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng đẹp dường hoa. 17:25 ngày 13 tháng 1 2010. Trực chỉ đề cương. Bài thơ tự nhủ là một đối tượng thiền sơ cấp. Học bài thơ này dùng làm đối tượng thiền, nó giúp cho thiền giả hạn chế được nhiều nguyên nhân có thể sanh phiền não, ưu tư, hối tiếc. Khen, chê, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu là chuyện xảy ra bình thường như cơm bữa đối với người trần thế. Đệ tử Phật, nhất là một thiền giả, phải dự liệu biết trước, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó, lánh xa hoặc tránh xa. Đó là cách hóa giải phiền não hữu hiệu, bởi vì lửa sắp đốt cháy vứt củi, bội rơm xà ra thì hỏa hoạn tự tiêu tan. Dù là phiền não u bi sầu nộ, nhưng tất cả đều không tự tánh, chúng như bóng tối pha ngọn đèn sáng nên nó tự tan biến hết. Tâm trong sáng của con người vui đẹp, đó là thời điểm con người đi vào niết bàn, ở trong niết bàn hay vãng sanh cực lạc. Cực lạc không có ở phía mặt trời lặn, vãng sanh cực lạc không phải đợi chết mới vãng sanh. Học, học nữa, học kỹ, thiền, thiền nữa, thiền mãi, sẽ được an vui, không sự nghiệp vật chất nào đổi được. Đối tượng tham thiền 11. Thất niệm. Nóng nảy hay chi, bức được gì, dễ buồn, dễ giận, dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đấy, trước vận lòng ta há lời ai. 12:17/1/2010. Trực chỉ đề cương. Bài thơ thất niệm lại cũng là một đối tượng thiền sơ cấp, nhưng nếu không có sơ cấp thì làm sao có trung và cao cho được. Đối tượng thiền sơ cấp, nếu biết cách nhìn, biết tư duy quán chiếu, thì chúng hằng hà xa số, lồ lộ, nhan nhản trước mắt và chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt, vào hình dung, vào trạng thái, vào cả tâm tư, ý niệm. Từ đó, ta thấy biết lúc nào ta cũng chánh niệm, lúc nào thất niệm. Thiền giả, thiền sư thấy biết những phút giây thất niệm của mình là người được chư Phật hoan hỷ và khen ngợi. Nóng nảy, bực bội, buồn giận, sân si là biểu hiện của vô minh. Vô minh hiện thì Phật tánh ẩn, Phật tánh ẩn thì tâm hồn vẫn độc. Tâm vẫn độc biểu lộ qua thân nghiệp, khẩu nghiệp không lành. Thế là chính mình thiệt thòi trước nhất, đương nhiên là chẳng lợi lạc gì cho ai. Đối tượng tham thiền 12. 10 nghi.
ai đúng ai sai hiểu mấy ai, ai hay ai dở biết ai tài, khen ai là đúng chê ai đúng, ai réo ai kêu tự ứng thôi. Đồi Tà Dương, ngày 22 tháng 1 2010, trực chỉ đề cương. 10 vấn đề thử đặt ra với tư duy nhận thức của thiền giả. Thiền sư không vấn đề nào có chân lý, vì không chân lý cho nên sau đó người ta có thể đánh một dấu hỏi, tỏ sự hoài nghi đối với những ai có tánh cố chấp và bảo thủ. Bởi vì 10 vấn đề tiêu biểu đặt ra, vấn đề nào cũng có thể đúng sai, hiểu không hiểu, hay không hay, dở không dở, tài không tài, khen đúng khen không đúng, chê đúng chê không đúng, và còn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vấn đề cần có nghi vấn được đặt ra. Do vậy, Dư Huyễn thiền sư soạn ra một công thức: viết gì cũng không trúng là trúng thân, nói gì cũng không trúng là trúng khẩu, nghĩ gì cũng không trúng là trúng ý. Vì vậy, các thiền sư tiền bối có thể để lại một tiêu chí cho thiền giả hậu lai: đại nghi, đại ngộ. Đối tượng tham thiền 13: khói lam chiều. Nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai? Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân si tại cõi này. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật người người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khẩn đừng xin xỏ, giác Phật mê phàm ấy vậy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta. Bị khổ ta bà vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. 18 giờ ngày 7 tháng 2 2010, trực chỉ đề cương. Đối tượng thiền ở ngọn khói lam chiều là sự thật, đó là chân lý đối với thiền gia. Ly thế mít bồ đề, khát như cầu thố giác, Lục Tổ Huệ Năng. Nhìn khói lam chiều mà thấy Phật Thích Ca như trước mắt. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân si tại cõi này. Nhìn khói lam chiều mà nhập định rồi xuất định. Phật người người Phật bởi tâm ta, giác Phật mê phàm ấy vậy thôi. Rồi thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi ta bà tại xứ ta. Nhìn khói lam chiều mà gột rửa, phủi vũ được bao nhiêu là huyễn hoặc hoang đường, mê tín dị đoan. Ở cả thế giới chỉ có trong tưởng tượng bệnh hoạn, trong đầu óc bệnh hoạn của con người. Khói lam chiều, khói lam chiều. Đối tượng tham thiền 14, Du Xuân. Kỷ niệm năm vừa đúng 83 tuổi. Xuân đến canh dần một tháng giêng, 83 đông chẳng sống tùy duyên. Bao thu hành đạo bao niên học, hạ điểm từng năm 6+2. Lạc Sơn, ngày 14 tháng 2 2010, mùng 1 tháng giêng năm canh dần, trực chỉ đề cương. Đi chơi đầu năm mới vẫn là một đối tượng thiền bên tục đế hữu vi pháp. Nói đến, nhớ đến năm tháng ngày giờ tuổi tác, cách ăn ở. Nói đến, nhớ đến thời điểm học đạo, hành đạo, quá trình tu tập là một chuỗi pháp trần biểu hiện trong tâm khảm. Đứng bên chân lý tuyệt đại ly ngôn, không cần nhớ đến, nhưng nghĩ bên tục đế, ta có quyền đọc lại những trang ký ức có thể gọi vàng son, không có gì hoang ố thì có sao đâu. Tuy nhiên, dù có thật vàng son, không được tự hào, tự thị, càng không có quyền tự tôn, tự đại. Dù có hoang ố, tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Hồi ức để ưu tư sầu muộn, để tiếc nuối quá khứ, thất chí tương lai là pháp trần cần dứt bỏ
buông bỏ. Hồi ức để xác định chân lý vô ngã, vô thường rằng hơn 80 năm ấy chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ. Đối tượng tham thiền 15. Chùa Linh xuất hiện. Tin đồn Đà Lạt hiện chùa Linh. Ngam ngáp vào đây ắt chết liền. Mấy bữa cam đoan chưa dám hứa, ma chay cái chắc sẽ dư tiền. 15 giờ ngày 27 tháng 3 2010, trực chỉ đề cương. Người thật học, thật tu, không chấp nhận chùa Linh. Người loan tin, đồn rồng chùa Linh là có ý đồ bất chánh, xảo mị, lừa gạt, gạ gẫm những người thật thà, nhẹ dạ cả tin. Họ thành công mỹ mãn đối với những ai mê muội, thích hoang đường, ỷ lại thần thánh, tha nhân, cứu giúp. Chùa Linh, miếu Linh, đền Linh, người đệ tử Phật chân chính có trí tuệ nghe là biết ngay bất chánh. Vào chùa Linh ở để được dễ chết, chết gọn, chết tốt, chết được vãng sanh. Rõ là cái nghề làm ăn không đếm xỉa, nhân quả báo ứng, vậy mà làm trụ trì thật đáng sợ. Chùa Linh khác thì phao tin đồn rằng mẹ Quan Âm lúc lắc, mẹ Quan Âm khóc ứa lệ. Đạo Phật dạy Phật không có ở bất cứ chùa nào, dù là chùa vàng, chùa ngọc, chùa bạc. Phật trong tâm của con người tỉnh thức, giác ngộ, và chỉ có con người mới có khả năng thành Phật mà thôi. Chỉ có con người linh, tất cả linh khác đệ tử Phật đừng tin. Đối tượng tham thiền 16. Tết Đoan Ngọ năm Canh Dần 2010. Đoan Ngọ ngàn năm vẫn tháng năm, ba năm tạm trú đất Lâm Đồng, trao dồi định tuệ nuôi thi hứng, chuyển hóa phàm tâm pháp nhãn tâm. Ngày 31 tháng 3 2010, 16 tháng 2 năm Canh Dần, trực chỉ đề cương. Mùng 5 tháng 5 âm lịch mỗi năm, theo phong tục người Trung Quốc, là ngày lễ hội cúng dỗ một vị quan thanh liêm ái quốc Cô Trung nước Sở, tên Khuất Nguyên. Khuất Nguyên khinh bỉ gian thần, chán chê tôi nịnh, nên ông nhảy xuống sông Mịch La trầm mình mà chết. Nhân dân thiên thương tiếc ông nên hàng năm tổ chức lễ hội cúng dỗ. Vật phẩm chính là bánh ú nước tro. Do cúng kính kỷ niệm rồi vui chơi, cho nên ngày này gọi là Tết Đoan Ngọ. Nhớ đến Tết Đoan Ngọ là nhớ đến những tháng năm tôi tạm trú ở Lâm Hà, Lâm Đồng, Đà Lạt. Điều đáng vui, tự mình rất bằng lòng là từ năm ấy đến nay, tôi có cơ hội làm thơ, chơi thơ cùng Pháp Lữ, nuôi dưỡng thi hứng, đúc kết thành thơ. Đã có lần, Viên Thức Thiền Sư nhận định, thơ của Như Huyễn Thiền Sư là thiền thơ, vì mỗi bài thơ là một đối tượng tham thiền, thậm chí nhiều đối tượng thiền được gợi ý hướng dẫn trong một bài thơ. Chuyển hóa phàm tâm ra pháp nhãn tâm, bây giờ nhìn đâu cũng là đối tượng thiền, nhìn đâu cũng ra thơ, thơ ra thiền, thiền ra thơ, gọi là thiền thơ. Đối tượng tham thiền 17. Nghề. Nghề trên thế giới rất nhiều, tinh chuyên nghề nghiệp là người hiển vinh, giỏi nghề hạnh phúc gia đình, giỏi nghề kiến lập hùng cường quốc gia. Nghề hay biểu hiện tài ba, nghề hay nghiệp tốt rõ là người khôn. Cũng nghề người trí không hành là nghề tôn giáo việc làm mỹ dân. Rêu rao trời thánh quỷ thần, rặc ri ảo tưởng, hoang đàn mà ra. Bài trò réo quỷ mời ma, cầu lên thượng giới cầu về Tây Phương. Mỗi tôn giáo một khoa trương, gặp nhau chung nhất một phương siêu hình. Hoang đường hàng dễ, kinh doanh. Dở ngon ai biết, rách lành cứ đau. Làm trai chớ học một nghề, cái nghề bán thánh buôn trời ấy con. Trực chỉ đề cương.
Nghệ là nghĩa của chữ nghệ. Nghệ có văn nghệ, mỹ nghệ, công nghệ. Và nếu ai đó thiện nghệ, trong một nghệ là ấm no, gia đình hạnh phúc. Vì vậy, nghề nào cũng đáng quý. Với Phật giáo, nghề hốt phấn đem về làm phân cũng được Phật đồ. Nghề học tốt, tu tốt, khi giác ngộ, quả giải thoát bình đẳng như tất cả mọi người. Thế cho nên, khách quan mà suy ngẫm, không có nghề nào không đáng quý, chỉ có những nghề lẽ ra không nên gọi là nghề, mà gọi nghề với ý khinh bỉa, mỉ mai, như nghề cướp giật, đĩ điếm, mua gian, bán lận, đương nhiên không ai quý trọng. Tôn giáo đối với đại đa số người trong xã hội đóng một vai trò quan trọng. Giáo chủ, giáo sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, tăng sĩ, khất sĩ, chân chính là những người chiến sĩ truyền bá rao giảng, hoằng dương giáo lý trong sáng cho mọi người. Làm việc đó là một nhiệm vụ thiêng liêng, không được gọi là nghề, vì giá trị của nó vượt trội công dụng của tất cả các nghề. Nghề tôn giáo là một những thành phần mượn đạo tạo đời, lợi dụng thần thánh, rao giảng trời trời, Phật Phật, thánh thánh, thần thần, rạc ri là hoang đường, ảo tưởng, xa rời thực tế. Vì vậy, thời đại gần đây, sáng tác cái từ hành nghề tôn giáo, nghe qua có hơi đau, nhưng thiền định sau mới thấy, rõ là chính xác, thật chính xác. Đối tượng tham thiền 18, vớt vong, tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường, cầu về cực lạc cảnh Tây Phương, ai đưa ai rước bao giờ thấy, tà kiến hoang đường thật đáng thương. 4 giờ ngày 6 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. Đức Phật Thích Ca do tu mà được giác ngộ giải thoát tột đỉnh cao, người đời gọi Ngài là thành Phật. Phật được đạo quả Bồ Đề, Niết Bàn, tại cõi mà hơn 8 tỷ nhân loại đang sinh sống. Gửi gắm hồn, cầu nguyện đưa hồn đi cảnh giới mà con người chưa hề thấy biết. Người đệ tử có học hiểu kinh điển Phật không chấp nhận. Cầu nguyện hay chú nguyện để được theo ý muốn là một biểu lộ tham vọng ước mơ của con người không thực tế. Đói ăn mới no, khát uống nước mới hết khát, bệnh đau uống thuốc mới lành, điều đó ai cũng biết. Đạo Phật dạy con người có tam nghiệp là thân, khẩu và ý. Ba nghiệp ấy có thể tạo tội ác vô vàn, mà ba nghiệp ấy cũng tạo phước lành vô lượng, làm ra khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do con người, làm hiền thánh cho đến địa vị Phật cũng do con người tu sửa, cải tạo thân khẩu ý mà nên. Vớt vong, tổ chức vớt vong là thành phần tà kiến, không dính dáng với giáo lý đạo Phật. Tuy vậy, hàng giả, hàng nhái, hàng dởm, ai cũng có thể bán. Người có mắt tin đời không nên mua, vậy thôi, chợ đời mà. Đối tượng tham thiền 19, rước vong cầu siêu. Thiết lập bàn vong mấy vệ đường, thầy cầu thầy gọi thật thê lương. Hồn đau không thấy người chen chúc, bán gánh mua bưng đáng cảm thương. Tổ chức thuyền sông biển vớt linh, tưởng rằng hồn vía nổi linh binh. Trời ơi bạc trắng trùng dương sống, hú vía hồn sư khắp khỏi mình. Lại trời lại Phật lại ông bà, xin hứa từ đây gắn tránh xa, nói láo nói lừa cha nói dốc, cầu mà như ý tôi ở nhà. Sực tỉnh lòng tôi hối thiết tha, biết mình phung phí nửa đời hoa, xin nguyện sám hối cùng tam bảo, trở lại đường chân bỏ nẻo tà. Trực chỉ đề cương. Thiết lập bàn vong hai bên vệ đường, tập kết linh hồn đem xe vớt vong, thỉnh hồn về đàn tràng, để các kinh sư cúng thí, cho ăn, dạy cho sám hối, quy tam bảo trong một vài ngày. Đến ngày kết thúc đạo tràng, tất cả oan hồn
Uẩn Tử đồng loạt xuất cảnh về Tây Phương Cực Lạc. Lối tín ngưỡng như vậy, Đạo Phật Chánh Tông không chấp nhận, vì hoàn toàn không thực tế, không có chân lý. Đệ tử Phật chân chánh ai cũng biết, Phật trụ thế 80 năm. Phật và đệ tử Phật không hề tổ chức vớt vong, cầu siêu, cầu an, cầu quốc thái dân an, cầu phong điều võ thuần, cầu thiên hạ thái bình. Bởi vì Phật dạy, tất cả ước mơ, mong đợi, trông chờ sự giúp đỡ, phù hộ ở tha nhân, tha lực, là người không thực tế. Cầu nguyện vãng sinh ở đấng siêu hình do tưởng tượng càng đáng thương xót hơn. Nếu cầu an, cầu siêu, cầu hạnh phúc, an cư lạc nghiệp mà cầu được, thì sau khi thành Phật, Phật chỉ cần soạn thảo một nghi thức cầu an, một nghi thức cầu siêu, hoặc thêm vài ba nghi thức gì đó, thế là xong. Thuyết pháp chi cho nhọc cả 50 năm. Cầu mà được thì cầu cho mình, dạy gì đi cầu cho người khác, để rồi phải trả đặt cái giá, một ngọ, hai ngọ, nghe mất cảm tình. Đối tượng tham thiền 20, uống trà. Tiếng gà gáy sáng ỏ ò o, được chẳng vui nhiều, mất nhẹ lo. Thấy cuộc chuyển say như bóng ác, tập nhìn vàng pháp tờ không hoa. Đồi Tà Dương, ngày 10 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. Lại uống trà, uống khoảng canh tư gà gái sáng, cũng là một cơ hội tham thiền và tu thiền trong ngày mới. Phật và các thánh đệ tử Phật thọ dụng niết bàn tại chỗ, do các ngài thường ở trong tư duy quán chiếu, thiền định. Cư sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, khất sĩ, nếu không thiền định sẽ không biết an lạc, giải thoát là gì. Thiền định ít, thọ dụng an lạc ít, thiền định nhiều, an lạc giải thoát nhiều. Luôn an trú trong thiền định, thì ta ở đâu, niết bàn ở đó. Kinh điển gọi là niết bàn bất ly ư đương xứ. Khi được, mừng nhiều, yêu nhiều, thương nhiều, quý nhiều. Khi mất, đau khổ tăng lên vạn bội. Trái lại, mừng ít, yêu ít, thương ít, quý ít, lỡ mà vô thường cớp mất, khổ sở, khổ chút chút. Bởi vì đã chuẩn bị tư thế, đã biết. Thấy cuộc chuyển say như bóng ác, và đã tập nhìn vạn pháp tờ không hoa. Thường nghĩ nhớ đến chân lý vô thường, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Người đệ tử Phật sống nhẹ, sống khỏe, sống vui, sống tự tại. Kinh gọi niết bàn bất ly ư đương xứ là vậy. Đối tượng tham thiền 21. Đài chuông vũ sơn tự. Đài chuông tận đỉnh cánh đồi đông, thông thả buông lơi điệu sắc không. Khổ hải vô biên nghe tiếng gọi, quay đầu là bến hết long đông. Đồi Tà Dương, 11:57, trực chỉ đề cương. Tiếng chuông chùa Đại Hồng Chung là một biểu thanh đối tượng của nhĩ can. Với đạo Phật, nhĩ can âm thanh là cặp phạm trù đặc biệt, chủ thể và đối tượng có đặc tánh ưu việt mà ở nhãn tỷ thiệt thân ý năm căn còn lại không có. Đó là ba đức viên thông thường. 1. Thỉnh một tiếng chuông mười phương, đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ đều nghe, đức viên. 2. Thỉnh một tiếng chuông, cách tường tai vẫn nghe, xa gần đều nghe, đức thông. 3. Có thỉnh chuông, nghe đã đành, không có tiếng chuông, nhị căn vẫn cứ nghe, đức thường. Đó là lý do chùa Việt Nam, chùa nào cũng cần có một đại hồng chung làm biểu thanh réo gọi, thúc giục sự tinh tấn của Phật tử gần xa của chùa mình. Các tiền bối có đề ra câu đối: triêu cổ mộ chung cảnh, tịnh ái hà danh lợi khách, kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ, hải mộng mê nhân. Như Huyễn Thiền Sư dịch:
sớm trống, tối chuông nhắc nhở khách trần xa bể ái, lời kinh ý Phật gợi lòng người tục tỉnh cơn mê. Quán Thế Âm Bồ Tát thành công đắc đạo do quán niệm nhị căn và âm thanh của trần thế. Đối tượng tham thiền 22, sinh nhật 83, sinh nhật 83 năm, vì tháng vì năm bật dấu tầm, hiện dụng mắt tai răng thoái hóa, vô thường tri kỷ tự tri âm. Đồi Tà Dương, 12 giờ ngày 14 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. 83 sinh nhật 83 năm, nói rõ ra 83 lần sinh nhật là 83 năm. 83 năm tức là 83 tuổi. Vậy người ta ăn mừng sinh nhật là ăn mừng cái gì? Đố ai nói trúng? Ăn mừng sinh nhật trật, ăn mừng 83 năm trật luôn, ăn mừng 83 tuổi trật tuốt. Lần thứ 83 sinh nhật không còn hiện hữu nữa. 83 sinh nhật, 83 năm, dựa vào đâu? Dựa trên cái gì để xác định rằng năm, tháng, ngày, giờ, tất cả những tên gọi ấy chỉ có giả thuyết, khái niệm và hồi tưởng do vọng tâm ức niệm của con người. Cái cụ thể, sự thật và hiện hữu là mắt mờ, tai lãng, tóc bạc, da mồi, răng long, gối lỏng, toàn thân suy thái vì sự chi phối của chân lý vô thường, sự chết, mất xả, tan kề cận bởi chân lý vô ngã. Do vậy, gọi là mừng sinh nhật cũng tức là mừng tử nhật. Đối với người trí, sinh nhật và tử nhật không được gọi là một, mà cũng chẳng được gọi là hai. Đối tượng tham thiền 23, nếu được ước, ra đi an nhẹ thỏa lòng mơ, ở lại đừng thương khỏi cúng thờ, gieo giống cây ngon thu trái ngọt, niết bàn là đấy vãng sanh đây. Đồi Tà Dương, 17 giờ ngày 18 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. Nếu được ước, một nhan đề của bài thơ mà cũng là một đối tượng thiền chứa đựng thâm ý rằng trên đường tu Phật đừng bao giờ khỏi tưởng, ước hay mơ. Kẻ ra đi, người ở lại, nói cách khác vấn đề tử biệt sanh ly. Sanh ly tử biệt tùy thuộc nhân duyên, phước báo, tự cảm, tự thọ của mỗi con người, tùy thuận pháp tánh. Pháp nhĩ như thị, sanh như thị, trụ như thị, dị như thị, diệt như thị, bất sanh pháp tướng. Ở lại đừng thương khỏi cúng thờ, đó là hành động cương nghị quả cảm, đại hùng đại lực, chỉ có người đại trí mới ứng dụng nổi, vì người ấy biết tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu, quán triệt được chân lý duyên sanh, thâm nhập chân lý nhân quả mới thành công như vậy được. Phàm phu tục tử, người ta quý ở sự biểu lộ thương tiếc, khóc lóc thảm thê, té lui xỉu tới, vật vã kêu gào, họ cho là có hiếu. Người đệ tử Phật phải thọ dụng niết bàn trong cuộc sống, phải an hưởng cực lạc tại trần gian, hy vọng chờ cực lạc niết bàn ở phương khác hoặc thời gian sau không bao giờ có. Đối tượng tham thiền 24, mong manh tợ một cành hoa. Lục căn suy thoái vóc già nua, thế sự còn chi chuyện thắng thua, phú quý lợi danh dòng nước chảy, cơ đồ sự nghiệp án mây trôi. Tự sanh kim cụ luôn thăm hỏi, thành bại vinh hư chực đón chào. Mệnh sống chưa về ba tấc đất, hay gì tự mãn một cành hoa. Đồi Tà Dương, 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. Lục căn suy thoái vóc già nua, câu thơ ấy chỉ dành nhắc nhở cho những ai đại phước. Thực tế còn những kẻ bất hạnh đâu đợi đến già nua mà đã khiếm đã khuyết rồi.
Cơ đồ sự nghiệp, phú quý công danh đâu phải dễ có. Phải có một nắng hai sương, phải mua tảo bán tần, phải đổ mồ hôi soi nước mắt, hoặc phải vào sanh ra tử, hoặc phải vào cuối ra lòn, khi thì uống gối, lúc lại khom lưng, mới gầy dựng tạo nên sự nghiệp ấy. Thế nhưng nó có bền vững gì đâu. Phú quý hoa giang lộ, công danh thảo thượng xương. Đó là câu đúc kết oan nghiệt từ nghìn xưa. Tử sanh kinh cụ, thành bại vinh hư. Những bóng ma quái ác đó, chúng ám ảnh, đeo đuổi, làm khổ não suốt một kiếp người. Vua quan sĩ thứ, nó chẳng vì tình, không một ai ngoại lệ. Vị quy tam xích thổ, nan nhất bảo nhất sanh thân. Ký quy tam xích thổ, nan bảo bách niên phần. Hay ho gì mà tự mãn một cành hoa. Đối tượng tham thiền 25. Thế cuộc vui buồn, ba thu tạm tránh trốn phồn hoa. Những tưởng trăm năm biệt xứ nhà, ngó cũ chùa xưa trừ lạ quá. Láng giềng xa lộ tưởng phương nào, thân tình thuở ấy đâu còn nữa, thành thật giờ đây khó kiếm ra. Thế sự cuộc đời chơi trọn khách, vui buồn mỉm miệng rạo chân qua. Ngày 24 tháng 4 2010, trực chỉ đề cương. Người đệ tử thông minh của Phật tìm sự an lạc hạnh phúc tìm ngay trong tâm mình, không hy vọng, không gửi gắm tâm hồn ở một nơi khác. An lạc ngoại cảnh không có, ở tha nhân không có, ở các thánh thần, cõi trên mây, trên trời không có. Van xin Bồ Tát, Phật ban cho, lại là thành phần vô minh, che lấp dày đặc, không còn là đệ tử Phật nữa rồi. Kinh điển Phật dạy rõ, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tâm ta kiến lập tịnh độ cho ta, tâm ta thiết kế xây dựng niết bàn cho ta. Cực lạc niết bàn không có từ bên ngoài, để rồi ai đó ban tặng cho ai được. Cái vui ngoại cảnh rất giả tạm mong manh, nó đến đi sinh diệt như mây khói, như bọt nước, như cánh phù dung. Vui thế thái nhân tình thì y như hạnh phúc an vui của những diễn viên trên sân khấu. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thế sự cuộc cờ chơi trọn khách, thế cuộc nói vui cũng không trúng mà trúng, nói buồn cũng không trúng mà trúng. Tâm là chàng họa sĩ vẽ hết thảy thế gian. Đối tượng tham thiền 26, nhìn qua tuệ nhãn. Thiền định giỏi bùng phát ra trí tuệ, giác ngộ rồi căng cảnh khói sương mù. Bảo rằng không mà không được hiểu ngoan không, rằng là có nhưng đố ai tìm ra bản thể. Thấy biết rõ thế gian không thực thể, y tha duyên hiện tượng khởi trùng trùng. Tựa danh ngôn mà vạn vật có tuổi tên, qua tuệ nhãn vạn pháp không hư không thật. Người là chi, trời, thần, thánh, Phật là chi, cùng bản chất của những gì không bản chất. Hữu vi pháp chỉ là phù vân ảo ảnh, sống, sống chơi, rồi chết lại cũng là chơi. Trực chỉ đề cương. Giới, định, tuệ, tam vô lậu học là động cơ guồng máy then chốt của đạo Phật. Từ cơ sở đó phát triển lên tam tuệ học, văn tư tu, một hệ thống giáo lý vô tiền khoáng hậu. Vì tánh cách học đạo, hành đạo và chứng đạo của Phật giáo không có lý do hay điều kiện để lỗi thời. Lục căn lục cảnh, nói có cũng trúng, nói không cũng trúng, nói không có cũng trúng, nói không không cũng trúng, nói gì cũng không trúng là trúng. Không gian, thời gian và hiện tượng vạn hữu được cái thế gian ấy đùm bọc, chở che, sanh sôi, phát triển. Có thứ nào có tự thể của nó để sanh ra nó,
tất cả đều có chung một tánh y tha duyên nhi sanh khởi. Đương nhiên vạn tượng vốn chẳng tuổi tên, do vậy hiện tượng vạn hữu không thật mà cũng không hư. Từ con người cho đến Phật ứng thân không ngoại lệ y tha khởi tánh. Với lỗ tai của người đệ tử Phật thiệt, có học Phật thiệt, nghe nói Phật ngọc là tự nó nhân ra, cố kiềm chế giữ lại mà không giữ lại được. Đối tượng tham thiền 27, Phật giáo thế kỷ 21. Đời nay có chuyện lạ kỳ, ngọc mà là Phật còn gì giải phân. Kinh doanh bất kể lương tâm, miễn sao nhiều bạc lắm vàng là ham. Á Âu, Úc Mỹ một giường, thê phong ấm tử là đường vinh quang. Nghĩ ra diệu kế buông thần, món hàng bán ngoại không mòn không hao. Tên hàng ta mượn mát xưa, Thích Ca Phật ấy tên này nổi danh. Ta mua tảng đá trành hoành, gọi là đá ngọc tạo hình lão kia. Mỹ danh Phật ngọc gán cho, thầy tu thế giới cò ke biết gì. Truyền rao cho bướm khắp nơi, Á Âu, Úc Mỹ, bướm thôi linh đình. Chim trời cá nước lên thân, cùng săn cùng lưới, mỗi chuyên nghề mình. Nhóm đưa phe rước rình rang, dầm sương dãy nắng tìm tòi cúng sinh. Phật ơi Phật đến mà coi, Như Lai đệ tử dạy loài tuốt lơ. Thành phần bất sĩ đầu cơ, phun vào đầu Phật hỏa mù khói hôi. Người con Phật tội tình chi, cúng dâng khấn lại những gì không đâu. Trời ơi có thấu chăng nào. Trực chỉ đề cương, tham gia tổ chức đón rước Phật ngọc là thành phần xa lạ với Phật, không phải đệ tử thiệt của Phật. Tham gia tổ chức đón rước tượng cốt Phật ngọc là thành phần đệ tử hữu danh vô thật, không học không biết gì về Phật. Học giả, trí giả, diễn giả, tác giả, ký giả, độc giả, khán giả, hành giả, thiền giả. Phật là giác giả, Phật là người, là một con người. Phật không bao giờ là đất, là gỗ, là xi măng, là đồng, là vàng, là đá, là ngọc. Gọi là tượng thì tượng gì cũng tượng, lại tượng, lại khấn trước tượng gì cũng như nhau. Ngu gì phải mướn, phải đón rước tượng ngọc để lại mới được. Phật mà Phật ngọc quá vô minh, làm sao cứu họ nổi, Phật ơi. Lãnh đạo tôn giáo trở thành hành nghề tôn giáo là vậy. Kinh doanh trời Phật rõ ràng. Thôi đi, đừng biện minh gì nữa. Nói gì cũng không trúng là trúng. Ấy mà. Đối tượng tham thiền 28, trách phận sao nghèo. Đời tôi tin tưởng khắp cùng nơi, miếu hiển chùa linh lại khấn hoàng. Thần cầu thánh cô dân đủ lễ, vẫn nghèo thiếu đói rớt mồng tơi. 6 giờ ngày 10 tháng 5 2010. Trực chỉ đề cương, lòng tin là một đức tánh tốt của con người, ta phải tôn trọng đức tin. Quỷ ma thần thánh, cô cậu ông bà, nhiều người tin tưởng tôn thờ chúng chỉ có danh từ mà không có sự thật, và danh từ ấy chỉ do nghe rồi tưởng tượng của một số người ưa sống bằng tưởng tượng. Sự thật nó không có với tất cả mọi người vì nó phi chân lý. Quỷ ma thần thánh siêu hình huyễn hoặc van xin lại lục khấn cầu không được gì vì đó là chân lý. Người thật, việc thật, ông bà thật, cha mẹ thật, thầy thuốc thật, quan tòa thật, ở trong xã hội thật. Nhưng nếu ta là thằng con ngỗ nghịch, bất lương, bất hiếu, một công danh trời đánh thánh đâm, khi sa cơ vào thọ tù thọ tử lại lục khấn cầu van xin cũng không tác dụng nữa, là phải trồng cây mới có quả hưởng, phải vo gạo nấu mới có cơm ăn, bạn à. Đối tượng tham thiền 29,
đâu nguồn chân lý. Vũ trụ tương quan hợp tác thành, sự này hòa hợp vật kia sanh, đây đồng đó dị luôn mâu thuẫn, thống nhất ngoài chung đối lập riêng. 7 giờ ngày 11 tháng 5 2010, trực chỉ đề cương. Không gian, thời gian là thứ nguyên liệu không chất hợp tác tương quan cùng các chất, duyên khởi hình thành hiện tượng vạn hữu nghìn sai muôn khác, đó gọi là thế gian. Thế gian bao trùm, trùm chứa sự và vật. Sự vật là tác phẩm sản xuất bởi thế gian. Tất cả sanh khởi và hành theo quy luật đồng dị, thành phá, sanh diệt. Đạo Phật gọi đó là sáu tướng viên dung. Vạn pháp lúc sanh có diệt, lúc diệt có sanh. Trong thống nhất có đấu tranh, đấu tranh để thống nhất. Chung do nhiều cái riêng, vi trần hợp thành thế giới. Một của nhiều, nhiều do một. Vạn vật luôn luôn trong trạng thái mâu thuẫn đối lập, chuyển hóa mà sanh tồn. Sự vật luôn luôn vô thường thay đổi, hợp để rồi ly, sanh để rồi diệt. Tồn sanh trong mâu thuẫn phủ định lẫn nhau, vì không có gì tự nó có thể sanh ra nó. Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp vô ngã là vậy. Vô ngã là chân lý, vô thường là chân lý, nhân duyên sanh là chân lý, thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là chân lý. Đối tượng tham thiền 30, tận đỉnh đồi chuông. Cảnh trí nào hơn cảnh trí này? Niết bàn cực lạc tại nơi đây. Trăm năm cuộc sống khôn tìm dễ, tịnh độ đừng mơ cõi phía tây. 16 giờ ngày 11 tháng 5 2010, trực chỉ đề cương. Đài chuông Bủ Sơn Tự được kiến thiết tột đỉnh đồi cao. Cảnh trí đỉnh đồi cứ như hiện tại, có thể nói nơi đây là một trợ duyên rất tốt, phù hợp cho những tâm hồn thích tĩnh mịch, bằng lòng với hạnh nguyện khất sĩ. Chuyên cần tinh tấn đi sâu vào con đường thiền định. Cảnh trí đồi chuông Bủ Sơn Tự, người khất sĩ tốt, biết học, ham tu, thích sống một mình, có thể tự xây dựng niết bàn, tự kiến thiết tịnh độ tại chỗ ở của mình đang sinh hoạt, giống như Đức Phật Thích Ca và các thánh chúng đệ tử Phật ngày xưa. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, chư tổ tiền bối cũng đã khổ công nhắc nhở dạy bảo quá nhiều, vậy mà một số người không nghe, không tỉnh ngộ, suốt cuộc đời ôm mộng tưởng điên đảo rằng sau khi chết linh hồn trực vãng Tây Phương. Sau khi chết linh hồn trực vãng Tây Phương là một ý niệm hoang tưởng sai lầm, không bao giờ có được.